Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay kính cam con iPhone 13 nha các bạn. Đó, trên màn ảnh của các bạn là con iPhone 13 nha các bạn. Con này tình trạng là vỡ kính cam phía dưới này nha các bạn. Cam thì chụp bình thường nha các bạn, không bị ảnh hưởng tới camera ở trong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay kính cam cho các bạn xem nha. Con này thay kính cam cũng nhanh thôi các bạn. Bạn ngồi đợi khoảng 30 phút là các bạn có thể lấy máy được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái kính cam vỡ này ra nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái camera sau khi mà mình tháo cái kính cam ở ngoài ra nha các bạn. Đó, mình vệ sinh cũng sạch sẽ. Các bạn, giờ mình sẽ dán cái kính cam mới mình vô nha các bạn. Các bạn, đây là kính cam mới nha các bạn. Rồi mình sẽ dán vô luôn nha. Ok nha các bạn, đây là kính cam sau khi mình thay nha các bạn, đẹp khít như zin luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ... Ok nha các bạn. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn cái quá trình thay kính cam của iPhone 13 của mình nha các bạn. Đó, ngoài kính cam thì bên mình đều có vỏ hay là kính màn hình thì mình đều có đủ để thay thế cho các bạn nha. Các bạn nào mà có nhu cầu các bạn hãy liên hệ bên mình để bên mình tư vấn hộ giá cho các bạn nha. Còn mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau. Tạm biệt các bạn.